Phim truyện này có hơn 20 bối cảnh phục dựng tái hiện không gian Tết xưa bằng hình ảnh thôn quê mộc mạc gần gũi, trong đó có nhiều hiện vật mà nhiều người sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thấy hoặc chỉ thấy qua sách vở báo đài. Với xã hội bây giờ thì cái sự phát triển của công nghệ và chúng ta dần xa đi với những cái ký ức, những cái hoài niệm về cái Tết cổ truyền, Tết cổ xưa của Việt Nam. Thì thông qua những cái bối cảnh đó thì Alioa muốn mang lại hoài niệm về tuổi thơ cho những người đã từng có những cái Tết đó và mang lại cho những bạn trẻ là biết thêm về cái Tết truyền thống của dân tộc. Trong khi đó, tại các studio dù giới hạn về không gian nhưng với sự sáng tạo, họ đã giúp khách hàng có được những bộ ảnh Tết đầy hân hoan, đặc biệt dù có phá cách thay đổi ra sao, cốt yếu bối cảnh vẫn mang đậm nét văn hóa Tết của Việt Nam. Mình thì rất là thích những cái gì đó mismatch với nhau để cho nó tạo nên những cái ấn tượng đối với giới trẻ cũng như khách hàng của mình, tại họ luôn thích sự mới lạ. Nhưng mà vẫn giữ được cái nét truyền thống của Việt Nam cho các bạn biết là Việt Nam vẫn luôn có những cái rất là tươi đẹp và có thể mismatch được với những thứ hiện đại. Dù là mình khoác lên cái bộ trang phục nó hiện đại nhưng mà xung quanh mình bối cảnh thì nó vẫn có giữ nét truyền thống như là hoa mai, hoa đào hay là những cái bộ bánh tét, bánh chưng ở xung quanh mình thì nó vẫn có cái nét của Việt Nam ở trong đó rất là nhiều. Dù chỉ hoạt động sôi nổi vào thời điểm cuối năm, tuy nhiên các bối cảnh luôn được đầu tư chất lượng từ nội dung đến hình thức. Có thể thấy, nơi lưu hồn Tết Việt không đơn thuần là để có được những bức ảnh đẹp chào xuân, mà ở đó thế hệ trẻ còn học được những điều ý nghĩa về ngày Tết truyền thống Việt Nam.